Tuy nhiên với những anh chị em mà thích bia thì chỉ khuyên mọi người rằng là nên hạn chế dùng bia với hải sản mà nên dùng bia lạnh với những một số món thịt nướng hoặc là những món khác. Bởi vì là khoa học, y khoa thế giới người ta đã chứng minh rồi, tức là dùng bia với hải sản nhiều thì rất dễ gây ra bệnh gút. Anh chị em lưu ý điều đấy. Khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, phía Nam Trung Quốc hoặc là một số nước lân bang xung quanh chúng ta có cái thói quen dùng bia với hải sản thì nó không có lợi cho sức khỏe, dễ gút. Anh chị em dùng bia rất ok nhưng mà nên dùng với những món khác, chẳng hạn như món gà nướng, thịt nướng gì đó chẳng hạn. Với những anh chị em mà dùng vang thì thế này này. Đầu tiên ấy là mùa hè nóng cho nên chúng ta nên hạn chế ở mức tối đa cái chuyện mà dùng vang đỏ với hải sản, trừ một số dòng vang đỏ nhẹ chẳng hạn như Pinot Noir. Thì Giang đã có nhiều clip chia sẻ rồi. Và trên thế giới người ta cũng đã đưa ra những cái lời khuyên của những ẩm thực gia hàng đầu rằng là phù hợp nhất với hải sản là vang trắng các loại. Mà người Việt chúng ta thì hay có thói quen là dùng hải sản hấp để giữ được cái vẻ tươi ngon của nó. Chúng ta ngại dùng những món chiên nướng, hải sản chiên nướng. Và cái đấy là rất hay, bởi vì là đấy là một cái tinh thần rất là tốt của khá đông người Việt là giữ gìn sức khỏe. Nhưng khá người trong chúng ta, kể cả những anh chị em đã dùng vang hàng chục năm ấy, thì cũng chưa có quá dành cái chuyện kết hợp vang trắng với hải sản như thế nào. Đối với nhiều người thì vang trắng đã là không thích bằng vang đỏ rồi. Mà nếu mà chọn vang trắng thì anh chị em đã hay thích chọn những chai vang trắng đậm đà. Ở trong cái thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là full body wine ấy. Thường những chai đó là những chai làm từ nho Chardonnay hoặc là nho Viognier, ủ trong sổi lâu. Và kết hợp với những món hải sản hấp, chẳng hạn như trên bàn Giang đây là mấy món salad có tép bưởi với cả đu đủ tôm hấp này, hoặc là đây là đĩa gẹ này. Những cái chai vang trắng mà full body mà lại ngâm sồi như vậy thì nó hoàn toàn không có tạo ra cái sự gọi là ngon miệng nhất hoặc là tinh tế nhất khi mà dùng với hải sản hấp đâu anh chị em. Tôi xin chào anh chị em. Chúng ta bước vào một kỳ mùa hè với những kỳ nghỉ lễ và nghỉ hè thì phần đông thì chúng ta hay đi chơi, đi biển, đi nghỉ mát. Kèm theo đó là chúng ta sẽ hay chọn những khu resort rồi những khu bãi tắm và sẽ thường là sử dụng bia hoặc là những anh chị em mà dùng vang ấy. Yêu thích vang thì sẽ hay chọn vang, đặc biệt là vang trắng để sử dụng kèm với những món hải sản rất là nhiều. Thì hôm nay Giang cũng đang ở một khu nghỉ dưỡng, Giang cũng đi nghỉ trước ít hôm. Hiện bữa tối thì Giang chọn ra một số dòng vang trắng để dùng với hải sản. Nhân đây thì Giang cũng dựng một clip ngắn để chia sẻ với anh chị em một số cách chọn vang làm sao cho nó tinh tế mà được các chuyên gia cũng như những người sành ăn hoặc là những ẩm thực gia hàng đầu thế giới người ta đã khuyến khích. Nếu đã dùng với hải sản hấp thì chúng ta nên chọn những chai vang trắng tươi nhẹ và hậu vị sâu lắng. Tốt nhất với Giang thì nó nên là Sauvignon Blanc, Riesling hoặc Chenin Blanc. Thì ba giống nhau đấy đều rất là tuyệt vời để dùng với những hải sản hấp. Dĩ nhiên nếu anh chị em có thể chọn chai một chai từ nho Chardonnay của vùng Bourgogne, Pháp thì nó cũng rất tuyệt vời. Cũng chỉ có một điều là để những chai ngon thì giá tiền nó rất là cao. Những chai mà từ nho Chardonnay từ vùng Bourgogne, Chablis của Pháp ấy, mà nó không ngâm sổi ấy, rất ngon, nhưng mà giá để ngon thì nó phải là triệu mấy giá Việt Nam đồng ấy, thì nó là chưa phù hợp lắm với một số anh chị em. Thế trên bàn Giang đây thì có hai chai mà Giang rất là thích. Một chai đến từ vùng Nam Phi. Chúng ta biết rằng là Giang đã chia sẻ nhiều clip rồi đấy. Nam Phi là cái quốc gia rất là lạnh ở phía Nam Châu Phi gần Nam Cực. Ở nơi đấy định cư rất nhiều người gốc Âu trong cái thời xâm chiếm thuộc địa. Và ở đấy có nhiều người gốc Hà Lan, gốc Đức. Mà những người gốc Đức ấy, thì người ta thường là những chuyên gia hàng đầu về cái chuyện sản xuất vang, nhất là vang trắng ở những nơi mà họ di dân đến, họ định cư. Thì đây là một chai Sauvignon Blanc của hãng Man, một trong những hãng top của Nam Phi. Có một người thiên tài về mặt công nghệ cũng như là tỷ phú hàng đầu là Elon Musk, chủ cái hãng Tesla đấy, một trong những người giàu nhất thế giới. Anh là người Mỹ nhưng mà anh là gốc Nam Phi đấy. Cái chai này nó tốt tới mức ngon thì rất nhiều chai vang ngon, nhưng mà nó tốt tới mức mà những chuyên gia hàng đầu của thế giới, chẳng hạn như Robert Parker là một trong những chuyên gia hàng đầu phê bình về rượu vang, thì ông đã nói là khi mà tôi uống chai này tôi cảm giác giá nó phải gấp đôi hoặc thậm chí là gấp ba thì mới xứng với giá tiền. Gia đình này có một chai một giống nho nữa là làm vang trắng cũng rất tuyệt, là Chenin Blanc, rất là tuyệt luôn với món hải sản hấp. Chai thứ hai nữa thì đây là một trong những gia đình làm vang hàng đầu của Chile, được giới rượu vang trên thế giới cũng như Chile đánh giá rất là cao. Đấy là chai Coily từ nho Sauvignon Blanc. Cả hai chai này nó có một cái điểm giống nhau, tức là hai chai trên bàn Giang đều từ nho Sauvignon Blanc và đều ở những vùng phía nam bán cầu và đều ở những vùng sát biển và đều lạnh, vùng biển tương đối ôn hòa và hơi lạnh. Nó có một khác nhau một chút xíu là
Chai Kylie này thì nó độ chua nó sâu lắng hơn. Uống thì vào cảm giác rất là nhẹ, elegant, rất là tinh tế, nhưng mà hậu vị nó rất mạnh, tức là rất sâu lắng. Vị chua nó mạnh mẽ, cho nên khi mà chúng ta dùng những món như hải sản như ghẹ này, hấp này hoặc là mực hấp này, thì cái vị chua mạnh mẽ đấy nó đánh tan tất cả những vị tanh đi. Mà khi mà chúng ta, nhất là khi mà chúng ta dùng với những món hải sản hấp thì chúng ta hay dùng cái vị ớt tiêu chanh chua chua đấy, thì cái vị của chai Cali Sauvignon Blanc này nó đánh tan tất cả những vị tanh ấy đi, và hương của nó thì vô cùng tinh tế, hoa mơ và một số loại hoa trắng, nó không quá mạnh của cái vị hăng hăng của cà chua, cho nên là rất là phù hợp với những người mà thích sự hương thơm tinh tế. Thế còn chai này thì nó là Sauvignon Blanc nhưng nó lại pha trộn của nhiều ruộng nho Sauvignon Blanc khác nhau ở nhiều tầng, nhiều độ cao khác nhau. Có ruộng nho thì trồng cao 200m so với mực nước biển, có ruộng nho thì lại cao 300m so với mực nước biển. Cho nên nó, mặc dù nó là nho đơn đều là Sauvignon Blanc nhưng nó lại có một sự pha trộn gì đó hài hòa. Cho nên là về hương của nó thì nó thiên về một chút về trái cây chín của nhiệt đới, một chút gì đấy táo dứa, rất là nhẹ thôi. Và độ chua thì nó không mạnh bằng, tức là độ acidity chua nó ít hơn chai này một chút xíu, nhưng mà cái độ ngọt nó cao hơn một chút xíu đấy, và độ hậu vị sâu lắng của nó thì nó cân bằng hơn. Nó không được tinh tế, nó không được sâu lắng như chai này, nhưng mà nó cân bằng hơn. Thì đấy là tùy gu của anh chị em, nhưng nhìn chung là hai chai đều rất tuyệt vời, rất phù hợp với những món hải sản hấp. Và một điều quan trọng nữa, cái điều mà chúng ta không thể không nói đến, tức là về mặt tài chính, là hai chai đều cực kỳ tốt so với giá thành, giá tiền. Bởi vì chúng ta có thể mua được tầm dưới 1 triệu, dăm 700 gì đó, và đều được điểm số rất cao, chấm của các chuyên gia Tim Atkins, rồi Robert Parker chấm 93, 94, thậm chí tạp chí Decanter, Giang nhớ không nhầm còn chấm chai Cali này 95 điểm cơ, tức là điểm số cực kỳ cao. Đấy thì anh chị em hay hỏi Giang là như thế nào, thì khi mà chúng ta chưa dành thì chúng nên học theo hoặc là nên làm theo những điều những người ta biết rồi. Có thể đầu tiên chúng ta chưa quen vị đâu, cũng giống như khi mà chúng ta còn bé mới tập ăn phở, chúng ta mà cho tương ớt rồi cho giấm tỏi vào rất là khó ăn. Nhưng khi cho lớn rồi tiếp xúc nhiều quen vị rồi, khi mà ăn một tô phở bò mà không có tương ớt này, không có giấm tỏi gì đấy, thì chúng ta thấy rất khó ăn luôn. Hoặc một tô phở gà mà không có lát chanh, không có hành hoa hành tươi, chúng ta rất khó ăn. Nhưng mà các em bé khi mới tập ăn phở thì những cái gia vị đấy là rất khó. Uống vàng vậy, ta có hình dung đa phần chúng ta cũng như những em bé mới tập ăn phở, có những thứ mà thế giới người ta đã thấy ngon rồi chúng ta chưa thấy ngon, thì chúng ta cần phải tập hoặc là ta cần phải làm quen dần dần. Đấy thì thôi thì Giang mở luôn để chúc mừng hè mới. Thì chai này nó ly nó hơi lớn hơn một chút xíu. Thực ra ấy, bởi vì ở trong khu nghỉ dưỡng họ không phải là chuyên về rượu vang, cho nên là có những cái ly như thế này cũng là cầu kỳ lắm rồi, chứ không phải là chỗ nào họ cũng có đầy đủ ly đâu. Thực ra hai chai này đều nên uống vào cái ly này, tức là ly dung tích bé này. Có thể cái chai này bởi vì là cái độ chua nó ít hơn một chút xíu. À, một điều quan trọng nữa, hai chai này đều không ngâm sồi, cho nên là nó không có cái vị nồng, nhất là mùa hè, nhưng mà nó lại ủ trên cái, trong cái thuật ngữ về rượu vang nó gọi là on lees, tức là cái cặn men của nho ấy, nó tạo cái sự béo béo ngậy ngậy rất là quyến rũ. Mà đối với những anh chị em mà đã dùng champagne thì biết ngay, tức là cả hai chai khi mà nó ủ trên cái on lees, tức là cái cặn men nho ủ 3 tháng hay 5 tháng gì đó, thì nó tạo một sự béo ngậy, nó rất rất chỉ là delicious, nó rất là quyến rũ. Mà những người nào đã sành về champagne ấy, thì sẽ uống chai này sẽ thấy nó, trời ơi, tại sao giá nó lại dễ chịu như thế. Thì đấy, đây rõ ràng là chai này là hương trái cây thì nhiều hơn rất rất nhiều, và vị cái vị hơi hăng hăng của lá cà chua rất là điển hình của Sauvignon Blanc. Chai này thì vô cùng tinh tế luôn, hương rất là nhẹ. Thì đấy, thì cái chai này nó cho chúng ta một thứ hương mà như Giang vừa so sánh ấy, nó lôi cuốn như thế. Và cheers, chào hè.